Các con hãy thắt lưng, hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ khi chủ về vẫn còn tỉnh thức. Quả thật, thầy nói với các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt họ vào bàn ăn và đi lại phục vụ họ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào ngạch nhà mình. Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng, vì định vào chính giờ các con không ngờ, thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng bạn, kính thưa đặc biệt, hôm nay là ngày 30 tháng 11, là ngày cuối tháng, chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, và cũng là ngày cuối của một năm phục vụ 2024. Phục vụ trong những ngày cuối cùng của năm phục vụ này giúp chúng ta hướng về những sự sau hết của cuộc đời con người và mở ra một trời mới, đất mới cho chúng ta. Trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, việc chúng ta suy niệm về bốn sự sau hết, sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục, nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc và quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Và đây là những chủ đề giúp cho người Kitô hữu của chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống hiện tại của chúng ta, và để chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Chết, cái chết là một phần tất yếu của cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nó là sự chuyển tiếp từ cuộc sống trần gian sang cuộc sống vĩnh cửu. Giáo hội Công Giáo dạy chúng ta rằng cái chết không phải là kết thúc tất cả, mà là sự bắt đầu của một hành trình mới. Suy niệm về cái chết giúp cho người tín hữu của chúng ta sống có trách nhiệm hơn và biết chuẩn bị tâm hồn chúc cho cái cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Phán xét. Sau khi chết, mỗi người chúng ta phải qua sự phán xét riêng nơi Thiên Chúa sẽ xem xét cuộc sống và hành động của mỗi người chúng ta. Có hai loại phán xét riêng xảy ra ngay sau khi chúng ta nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này, và có một cuộc phán xét chung xảy ra vào ngày tận thế. Sự phán xét này nó quyết định số phận vĩnh cửu của mỗi người chúng ta, hoặc chúng ta được lên thiên đàng, hoặc chúng ta phải ở trong hỏa ngục. Vậy thiên đàng là nơi hạnh phúc vĩnh cửu, nơi các linh hồn được hưởng tiến nhan Thánh Chúa và sống trong tình yêu thương hoàn hảo của Ngài. Đây là mục đích cuối cùng của mỗi người tín hữu chúng ta phải hướng tới. Chúng ta suy niệm về thiên đàng giúp cho người tín hữu chúng ta sống một cuộc sống thánh thiện và hy vọng vào phần thưởng vĩnh cửu mai sau chúng ta. Khi chúng ta suy niệm về hỏa ngục là nơi của sự đau khổ vĩnh viễn xa cách tình yêu của Thiên Chúa.
dành cho những ai từ chối Thiên Chúa và sống trong tội lỗi mà không biết ăn năn hoán cải. Chúng ta suy niệm về hỏa ngục, nhắc nhở người Kitô hữu chúng ta về hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi và khuyến khích chúng ta sống một cuộc đời ngay thẳng, biết tránh xa tội lỗi, biết làm những việc thiện việc nghĩa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta suy niệm về bốn sự sau hết này không chỉ giúp cho người Kitô hữu chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu, mà nó còn giúp cho chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, sống có tinh thần trách nhiệm và tinh thần xây dựng và sống trọn vẹn trong cuộc sống hiện tại này. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa gia quyến, hôm nay chúng ta gặp nhau trong ngôi nhà thờ này để chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria, là người tín hữu của cộng đoàn giáo xứ Tân Thái Sơn này và cũng là người thân trong gia đình chúng tôi. Nhân dịp dỗ 3 năm hôm nay của linh hồn Maria, bà Maria khi còn sống đã từng sinh hoạt với cộng đoàn giáo xứ của chúng ta, đã từng tham dự thánh lễ chung với cộng đoàn, đã từng cùng dâng những lời cầu nguyện với cộng đoàn để chúc tụng ngợi khen tôn vinh tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng cái chết không phải là điểm kết thúc, mà là cửa ngõ để chúng ta bước sang một sự sống mới trong Chúa. Là người Kitô hữu, chúng ta tin vào niềm hy vọng và phục sinh của Chúa Kitô. Nơi đó chúng ta tin rằng qua cái chết chúng ta sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tin rằng linh hồn Maria cũng được hưởng lòng xót thương và tình yêu vô biên của Thiên Chúa luôn bao bọc chở che. Và sự hiện diện của cộng đoàn giáo xứ cũng như người thân trong thánh lễ hôm nay là một lời an ủi và là lời cầu nguyện, cũng là một cái niềm khích lệ cho chúng ta tin tưởng vào sự an nghỉ trong Chúa. Chúng ta hãy sống yêu thương, sống phục vụ tha nhân như là một cái cách để chúng ta chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa cùng với linh hồn Maria trong nước Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong những cái thế kỷ gần đây, giáo hội đã dành cho chúng ta tháng 11 hàng năm cho cái việc đạo đức cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Hai ngày lễ kính các thánh và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được ấn định vào hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11. Với những cái kinh nguyện rất là ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta về sự hiệp thông trong giáo hội và công đồng Vaticano II trong hiến chế về mầu nhiệm giáo hội cũng đã viết như sau: giáo hội nữ hạnh hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi, đó là một việc làm lành thánh. Và nói về sự bầu cử của các linh hồn cho chúng ta đang sống trên trần gian này, công đồng cũng viết như sau: khi được về quê trời và hiện diện trước nhan Chúa, nhờ người, với người và trong người, các thánh lại không ngừng cầu bầu cho chúng ta tên Chúa Cha. Và chúng ta thấy rằng sự trao đi nhận là đó vừa là một việc bác ái, vừa là một bổn phận hiếu thảo đáp đề và thực sự củng cố giáo hội thêm vững bền trong sự thánh thiện hơn. Mỗi lần chúng ta hy sinh cho một người nào đó, mỗi lần chúng ta chăm sóc cho một người già đau yếu, an ủi một người đau khổ, bênh vực một người cô thế cô thân, hay cùng với những người khác chúng
ta dấn thân để chúng ta canh tân cái cuộc sống này mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn. Chúng ta đang tiến gần đến sự bất tử. Yêu thương chính là tái sinh, là sự thông dựng vào sự sung mãn của cuộc sống. Đó phải là niềm tin của chúng ta trong ngày hôm nay, khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, cho người thân của chúng ta. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của mỗi người chúng ta, và xin Ngài ban thêm niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Nhất là hãy cùng nhau tham dự thi tế của Chúa Giêsu trên bàn thờ mỗi ngày. Nhờ thi tế, sự đổ máu của Ngài sẽ thanh nhiệt chúng ta, giúp chúng ta được rước Chúa trọn vẹn trong cuộc đời của mình ở trần gian này. Ngày sau chúng ta cũng sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên thiên đàng. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta sống một đời người Kitô hữu, dẫn những chứng nhân loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho anh chị em của mình bằng một đời sống gương mẫu.